quy tắc mới cho màn tranh luận tổng thống Mỹ. Các ứng cử viên tổng thống Mỹ nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ. Chính trị gia lớn tuổi nhất tranh cử chức tổng thống Mỹ. Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là đương kim tổng thống Joe Biden và tỷ phú Donald Trump đã được thống nhất quy định tổ chức. Nhiều quy định mới sẽ được áp dụng sau khi những màn tranh luận giữa hai ứng cử viên hồi năm 2020 diễn ra căng thẳng. Theo CNN, nhà tổ chức cuộc tranh luận đầu tiên, cuộc tranh luận giữa hai kỳ phùng địch thủ sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tại thành phố Atlanta, bang Georgia, kéo dài 90 phút. Sẽ có hai người dẫn chương trình nhưng không có khán giả trong trường quay. Ngoài ra, tại mỗi thời điểm chỉ có micro của người đang phát biểu được bật, micro của người còn lại sẽ bị tắt. Trong suốt thời gian tranh luận, hai ứng cử viên sẽ không được phép mang theo những dụng cụ hỗ trợ hoặc giấy ghi chú. Mỗi ứng cử viên chỉ được phát một cây bút, một tập giấy và một chai nước. Các ứng cử viên cũng không được tương tác với nhân viên chiến dịch tranh cử của mình. Những thay đổi trên nhằm đảm bảo thời gian và quá trình tranh luận diễn ra văn minh. Hai người điều phối tại chương trình sẽ là Jake Tapper và Dana Bass, đều là những người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng của CNN. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm thêm sự ủng hộ của cử tri, đặc biệt là ở những bang dao động. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã tham dự một sự kiện ở thành phố Detroit thuộc bang chiến địa Michigan nhằm kêu gọi thêm sự ủng hộ của các cử tri da màu. Tại đây, ông Trump đã đưa ra những cam kết để phát triển nền kinh tế, kiểm soát biên giới và ngăn chặn tội phạm, vốn là những vấn đề mà nhiều cử tri da màu tại Mỹ quan tâm. Ngoài ra, ông cũng chỉ trích các chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden liên quan đến tình trạng lạm phát cao và di cư bất hợp pháp. Trong khi đó, ngay sau khi rời hội nghị thượng đỉnh G7 tại Italy, Tổng thống Biden đã bay tới Nam California để tham dự một chiến dịch gây quỹ lớn tại Hollywood cho chiến dịch tái tranh cử của mình. Sự kiện có sự tham gia của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng nhiều người nổi tiếng với hy vọng thu hút thêm các cử tri ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Nhân bữa tiệc sinh nhật lần thứ 78 hôm 14 tháng 6, ông Donald Trump đã cam kết cắt giảm thuế nhiều hơn nếu ông thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại một trung tâm hội nghị ở West Palm Beach, bang Florida, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa tuyên bố sẽ cắt giảm hơn nữa mức thuế doanh nghiệp mà ông đã hạ khi còn đương nhiệm, đồng thời giảm thuế cho tầng lớp trung lưu. Ông Trump đã cắt giảm thuế suất doanh nghiệp từ 35% xuống 21% và thực hiện một số khoản giảm thuế khác sắp hết hạn vào năm 2025. Coi quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư là trọng tâm chính quyền của mình và tuyên bố sẽ hạn chế người di cư trên diện rộng nếu tái đắc cử. Ông Trump một lần nữa chỉ trích những nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm hạn chế dòng người di cư tới Mỹ bất hợp pháp. Ông nhấn mạnh vụ bắt giữ 8 người đến từ Tajikistan gần đây ở các thành phố New York, Los Angeles và Philadelphia, những người bị nghi ngờ có liên quan tới tổ chức khủng bố cực đoan IS. Cơ quan thực thi di trú hải quan Hoa Kỳ cho biết những người này bị bắt giữ trong chiến dịch phối hợp với lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của FBI. Họ đã bị giam giữ về tội nhập cư bất hợp pháp, mặc dù cơ quan này không xác nhận họ có mối liên hệ với IS hay không. Sau sự kiện gây quỹ cho Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thành phố Los Angeles, bang California cuối tuần qua, thu về cho Đảng Dân Chủ hơn 30 triệu đô la Mỹ, con số kỷ lục trong một đêm gây quỹ. Sự kiện gây quỹ tối 15 tháng 6 tại nhà hát Peacock có sự tham gia của Tổng thống Biden, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhiều ngôi sao Hollywood. Theo Los Angeles Times, vé tham gia sự kiện có mức giá từ 250 đô la Mỹ cho ghế ngồi xa sân khấu đến cao nhất là 500.000 đô la Mỹ cho hàng ghế đầu tiên, kèm quyền lợi được chụp ảnh với ông Biden và ông Obama, đồng thời được tham gia buổi tiệc sau sự kiện dành riêng cho VIP. Trước đó, kỷ lục gây quỹ thuộc về sự kiện vận động cho ông Biden hồi tháng 3 tại quận Manhattan, New York. Hai cựu Tổng thống Mỹ Obama và Bill Clinton đã có mặt tại sự kiện. Đảng Dân Chủ vốn có lợi thế về nguồn quỹ tiền mặt hơn so với chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump, và sự kiện ngày 15 tháng 6 sẽ giúp chiến dịch của ông Biden bổ sung thêm nguồn tiền đáng kể. Ông Biden cũng tận dụng sự kiện để chỉ trích đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Ngoài ra, chủ nhân Nhà Trắng đặc biệt công kích tòa án tối cao Mỹ. Tổng thống Biden đề cập tòa án tối cao do thẩm phán bảo thủ chiếm đa số đã lật ngược phán quyết về quyền phá thai vốn tồn tại trong 50 năm qua và cảnh báo nếu ông Trump chiến thắng sẽ có thể đề cử thêm hai thẩm phán bảo thủ. Trong số 9 thẩm phán hiện nay, 6 người có lập trường bảo thủ. Vừa qua, cựu Tổng thống Donald Trump đã mừng sinh nhật lần thứ 78 trong một buổi tiệc tưng bừng cùng hàng nghìn cử tri trung thành ở Florida. Hai ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng năm nay là những chính trị gia lớn tuổi nhất từng tranh cử chức Tổng thống Mỹ.
Tuổi tác và sự nhạy bén về tinh thần là điều mà nhiều người cảm thấy lo ngại đối với cả ông Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden, người cũng đã bước qua tuổi 82. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người Mỹ lo lắng về độ tuổi của ông Biden hơn, cho dù ông từng khẳng định vẫn còn sung sức và đủ năng lượng để chạy đua vào ghế Tổng thống một lần nữa. Thậm chí nếu tái đắc cử, ông Biden sẽ ở tuổi 86 vào cuối nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi đó, ở tuổi 78, ông Trump chỉ trẻ hơn Tổng thống Biden 3 tuổi rưỡi và cũng sẽ là Tổng thống lớn tuổi nhất giành được nhiệm kỳ thứ hai nếu chiến thắng vào tháng 11 năm nay. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump không đề cập tới vấn đề tuổi tác của ông Biden nhưng đã tìm cách lợi dụng sai sót trong lời nói của đối thủ, như mô tả dáng đi chậm chạp hay những lần nói nhầm của đương kim Tổng thống để ám chỉ ông Biden là người không phù hợp với chiếc ghế Tổng thống. Trong khi đó, Tổng thống Biden từng trả lời các câu hỏi về tuổi tác của mình bằng cách yêu cầu cử tri tập trung vào thành tích trong thời gian đương chức, như một bằng chứng về sự nhạy bén và sức mạnh của ông. Ông cũng mô tả ông Trump là một mối đe dọa đối với nền dân chủ và chỉ trích những phát biểu đôi khi lan man của đối thủ, cũng như việc ông Trump sử dụng nhân lời lẽ mang tính kích động chống lại người nhập cư. Mặc dù vậy, ngay cả một số đảng viên đảng Dân Chủ cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng ông Biden có thể hoàn thành thêm một nhiệm kỳ nữa ở độ tuổi xưa nay hiếm.